Cồn Sơn thuộc địa phận phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Xưa kia như một ốc đảo nằm giữa sông Hậu, tách biệt với đất liền. Khoảng hơn một năm nay, ốc đảo này đã trở thành một hiện tượng về phát triển du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long với nhiều sản phẩm hoạt động hấp dẫn. Cách trung tâm thành phố Cần Thơ chỉ khoảng 7 km, Cồn Sơn rộng khoảng 74 hectare, được bao phủ bởi những vườn vú sữa, ổi, chôm chôm, bưởi năm roi. Ngoài 79 hộ dân sinh sống trên Cồn Sơn, thì xung quanh cồn còn có hàng chục bè nuôi cá của người dân sống cộng sinh như xóm nổi trên sông. Vào những ngày cuối tuần, khách tham quan trong và ngoài nước tới Cồn Sơn tấp nập ở những vườn cây ăn trái. Những hộ làm bánh dân gian hay phục vụ ẩm thực đồng quê đều phải tiếp khách không ngơi. Du khách rất thích xem biểu diễn cá lóc bay, tham quan và thưởng thức trái cây và các món ăn đặc sản miền sông nước. Ở Cồn Sơn này là lần đầu tiên thấy tôi đến mà tôi thấy cái ấn tượng của mình là rất là tốt. Thì không khí trong lành, cái cách mà người ta tiếp cận với du lịch cũng rất là độc đáo. Ví dụ là mình cảm giác như là đang ở nhà chứ không phải là đi du lịch. Cái cảm giác là người ta tổ chức bữa ăn, tổ chức các hoạt động thì làm cho cái người đi du khách người ta có cảm giác là gần gũi, thân thiện. Đặc sản ở Cồn Sơn phải kể đến là cá lóc bay nước trui, cá tai tượng nướng lá sen, lẩu mắm ăn kèm với nhiều loại rau do người dân tự trồng tại vườn. Du khách còn có thể tự nướng cá hay cùng chủ nhà dọn bàn ăn. Bây giờ mình có làm được cái du lịch đó thì nó cũng có được cái thu nhập, nó thêm cái thu nhập cho người dân của mình, phát triển cái cuộc sống nó đi lên. Ví dụ mình cho được là cái vườn lúc đó thì mình chỉ được mang ra chợ bán thôi. Bây giờ mình cho được khách vô tham quan, mình cũng có được cái thu nhập, cái đồng tiền để cho phí tham quan đó, cũng có thu nhập. Rồi gia đình thì mình cũng phục vụ ăn uống, nó cũng có tạo cái công ăn việc làm cho cái gia đình, rồi cả nhà cũng cùng làm. Thì cái hướng phát triển này thấy nó cũng ổn định cho cái đời sống của gia đình tôi. Đặc biệt, du khách nước ngoài rất thích trải nghiệm các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương. Thú vị nhất là làm bánh dân gian và thưởng thức những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Experience vraiment exceptionnelle pour moi parce que parmi les arbres entre la verdure ici, c'est trop tranquille et calme. Alors ça m'intéresse beaucoup et je vais vraiment suggérer tous mes amis, même en Inde, de venir ici une fois dans la vie. Parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à être très proche de la nature ici. C'est très joli et je vais vraiment avoir des bons souvenirs de cette lieu avec moi. Ngoài ra, trải nghiệm tác mương bắt cá cũng là hoạt động mang lại sự hào hứng tột độ và cảm xúc khó quên cho người tham gia. Theo ước tính của ngành du lịch Cần Thơ, hơn một năm qua, thu nhập của người dân Cồn Sơn tăng hơn 300%. Giờ đây, người dân Cồn Sơn ai cũng mừng. Sau bao nhiêu năm sống cảnh thiếu thốn vì biệt lập với đất liền, giờ đây, chính sự tách biệt ấy cùng với khí hậu mát mẻ, vườn cây, ao cá đang đem đến cho họ cuộc sống đủ đầy hơn. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.